cũng là tài sản lớn của nhiều gia đình. Quá ổn đối với thằng lính mới nhập ngũ như tôi. Lòng phơi phới niềm vui, tôi lên đường nhập ngũ. Thật chẳng giống ở đâu, điểm nhận quân lại là cái bãi đất rộng mấp mô ngay đầu dốc lĩnh Nam, ngoài đê sông Hồng. Lúc ngồi nghỉ, mọi người nhìn kỹ lô đất đó. Nó là bãi Tha Ma với cỏ mọc xâm xấp. Điểm nhận quân trên bãi Tha Ma, nếu duy tâm thì đó là điều nên tránh. Hãy để những người đã mất được yên và những người đi lòng không một gợn nghĩ. Ai lại nhận quân đi bộ đội trên bãi Tha Ma bao giờ? Khoảng 500-600 người lính mới được nhận tại đây hôm nay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, 5-6-7 tháng hay 1 năm cũng đã dần dần nằm xuống trên cả hai chiến trường biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, giống như những người đang nằm dưới bãi đất này. Đó là điều hết sức bất ngờ đối với tất cả mọi người có mặt tại đó. Hôm đó, không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Ở điểm nhận quân, tôi gặp rất nhiều bạn bè sư học cùng lớp, cùng trường, nhà gần nhau. Đông lắm, nhìn tới nhìn lui toàn bạn bè cả, chơi với nhau từ nhỏ. Giờ đi bộ đội cùng nhau sẽ vui hơn, có chuyện để tâm sự. Một số thằng có bạn gái tiễn đưa, cũng sụt sùi trong nước mắt. Họ đứng khuất đâu đó với những lời hứa hẹn vội vàng lưu luyến, chẳng ai để ý làm gì. Hãy cho họ những phút giây riêng tư bên nhau, vì những ngày mai đây dù muốn cũng không có cơ hội nữa. Tôi lạc lõng trong khung cảnh đó, vì khi đó tôi đâu có người yêu, chỉ có bạn và chỉ là bạn thôi. Tôi không muốn lúc ra đi phải nặng lòng chuyện yêu đương. Hơn nữa, tôi khi đó cũng chỉ 17 tuổi rưỡi, biết gì đâu mà yêu với chẳng đương. Ngày còn ở nhà chơi chung với nhau, hằng ngày phóng xe tít trên đường phố, đều bạn gái sau xe máy hết sức vô tư, biết gì, nghĩ gì đâu. Giờ đây mới thấy mình thiệt thòi, biết vậy yêu bừa một em, cho em ngóng chờ dài cổ cho biết mặt. Đêm đó chúng tôi xuất phát từ lĩnh Nam, đi về ga Thường Tín. Trời mưa to, chúng tôi theo dọc đê sông Hồng mà đi, rồi rẽ về hướng ga Văn Điển, lên đường quốc lộ 1, lội bùn dưới ruộng, đi vào cả những làng bên đường, chó sủa râm ran. Đồ đạc chúng tôi cũng không có gì, bộ quần áo thay trong túi, vài thứ lặt vặt, hai cái bánh mì thịt cho bữa sáng, trưa mai, vậy mà thấy nặng. Đúng là toàn loại công tử, con thành phố chẳng biết vất vả là gì. Ra tới Văn Điển thì vẫn thấy bảo đi nữa. Ừ thì đi. Bộ đội thì chỉ có đi, chứ ai cho ở một chỗ mà ngại đi. Khoảng 11 giờ đêm, đi trên đường nhựa, chân tôi đá phải cái gì mềm mềm, nhặt thử xem. Cái bánh mì, thằng nào làm rơi thế nhỉ? Bánh mì ngày xưa nó to, chứ không nhỏ như bây giờ. Đi thêm đoạn nữa, lại đá phải cái nữa, cứ thế liên tiếp đá phải bánh mì. Sao thế nhỉ? Hóa ra nặng, chúng nó vứt đi, đồ ăn cũng vứt. Bố khỉ, có vậy mà đã vứt cả rồi. Mới gần 10 km đi bộ trên đường nhựa mà cứ như vượt Trường Sơn không bằng, toàn một lũ ăn hại cả. Thế rồi chúng tôi cũng lê lết bò được cái thân ra tới ga Thường Tín. Thôi thì cứ gọi là loạn, tùy nghi di tản, thằng nào chui được vào đâu, tìm được chỗ nghỉ ngã được cái lưng thì tự ý mà nằm. Tôi cùng Vinh kiếm ngay được hai cái lan can xây.